Đây là cây súng nấp, Zombie Sling Fire. Nó là hàng chính hãng Hasbro của Mỹ. Nó bắn đạn mút xốp an toàn. Súng này thì nó còn mới, chỉ có phía sau này là khúc đuôi này nó hơi chầy xước một chút. Rồi cây này nó dùng một cái băng đạn 6 viên. Và nó kèm theo đây là tất cả là 12 viên đạn. Theo gốc của nó là 6 viên, 6 viên màu xanh lá đây. Và ở đây là mình kèm theo 12 viên, 6 viên màu xanh dương nữa. Rồi bây giờ cái súng này nó có cái thao tác lên đạn. Bây giờ chúng ta lên đạn chứ. Đó, kéo cái đó, kéo cái chốt đó thẳng hết về phía trước. Đó, phải đúng về hết về phía trước luôn nha. Chứ nhửa chừng là nó chưa có ăn đâu. Bây giờ kéo. Đó. Nó về hết về phía trước rồi mới kéo về được, thì lúc đó là mới đã lên đạn rồi đó. Rồi, ở đây nó có một cái nắp này đây là để cho đối với trường hợp mà đạn nó bị kẹt thì mình có thể mở nắp này lên và mình moi viên đạn, mình lấy viên đạn ra. Rồi bây giờ, và để lấy cái băng đạn, khi mà lấy băng đạn ra ngoài thì trước tiên là phải lên đạn trước. Rồi kéo một cái chốt này là chốt khóa đi, khóa băng đạn đi. Trước tiên phải lên đạn và sau đó kéo cái chốt khóa băng đạn rồi mới lấy băng đạn ra được. Rồi khi mà lắp đạn vào băng thì lưu ý theo hướng đúng cái hướng chiều của hướng mũi tên. Rồi và khi gắn vào cũng vậy, phải theo cái hướng mũi tên ha. Rồi lúc đó mình kéo cò băng đạn lên rồi là bắn là chuẩn bị bắn ra đó, lúc đạn nó lên nòng rồi đó. Rồi để lên đạn cho dễ đó là lúc mình là các bạn bắn súng lên nè, nên tùy vào người. Cái tựa vào người, tùy vào người thì cái thao tác lên đạn nó mới dễ. Ha, rồi bây giờ thử đến 6 viên đạn xanh lá. Lên đạn, kéo chốt, lấy băng đạn ra. Và lưu ý cái hướng mũi tên. Mình lên đạn chưa kéo qua hết. Đó, mỗi lần chỉ nạp được 6 viên.